Clip hôm nay mình sẽ trả lời cho bạn cái câu hỏi là chúng ta có nên bỏ học để theo đuổi đam mê hay không? Cụ thể là bỏ học đại học nhé. Thì cái câu hỏi này cách đây vài năm nó trở thành một xu hướng trên mạng xã hội từ hồi chưa có TikTok, thì nó thành một cái xu hướng là rất nhiều người họ bỏ học và họ thành công. Đấy. Thì một trong những người đó chính là Bill Gates và Steve Jobs, là hai người nổi bật nhất. Gần đây thì có Mark Zuckerberg. Thì nó dấy lên một câu chuyện rằng thế thì đi học là vô ích, đấy, là lãng phí thời gian các kiểu. Thì bạn nào đang có nhận định như vậy thì các bạn phải hiểu rằng là cái hệ thống giáo dục ấy, nó được sinh ra, nó được xây dựng ra không phải để đào tạo ra những con người như các bạn nhìn thấy ở đây. Không phải. Hệ thống giáo dục sinh ra là để đào tạo một nguồn lực có tri thức cho xã hội, đấy, cho các công ty, cho nền kinh tế, chứ không phải là để đào tạo ra những tỷ phú. Không có hệ thống giáo dục nào đào tạo ra tỷ phú cả. Việt Nam hay là Mỹ hay là gì đấy không có nhé. Cho nên là các bạn bảo là học trong đại học, học trong trường ra thì sẽ không thành công được. Thì cái đấy cũng đúng, chứ không phải là không. Thành công ở đây là sao? Thành công theo định nghĩa của các bạn, thành công có nghĩa là phải kiếm thật nhiều tiền, kiếm được tiền tỷ, đấy là thành công. Thì đúng, trường học không làm như vậy được. Nhưng mà bảo là trường học vô dụng thì không đúng, bởi vì hệ thống giáo dục của Việt Nam đang sản sinh ra một lực lượng lao động cho xã hội rồi. Mặc dù vấn đề của nó là cái tỷ lệ là kiếm được việc sau khi đi làm nó thấp, là bởi vì lực lượng lao động đông. Nên tỷ lệ ví dụ như bây giờ công nghệ thông tin đi, đào tạo được 1.000 người thì bao nhiêu người làm đúng chuyên ngành, thì cái đấy là vấn đề khác. Nhưng mà nó đang sản sinh được rồi, cho nên là không thể nào mà gọi là bỏ nó được, chỉ là bây giờ tìm cách để nó tối ưu hơn. Thì lý do tại sao lại có cái xu hướng này? Đấy. Thì trong một bài phát biểu của ông Steve Jobs ấy, ông Steve Jobs này ông làm bài phát biểu là ông thành công rồi, ông quay lại trường học, ông phát biểu, ông truyền cảm hứng cho sinh viên. Và trong buổi phát biểu này nhá, ông không hề nói về cái chuyện là chúng ta phải bỏ học đâu. Ông giải thích rất là rõ và rất là hay. Đây là cảm hứng để mình làm cái clip hôm nay. Thì câu chuyện của Steve Jobs là gì? Là khi ông học ở trong trường ấy, ông quyết định ông bỏ ấy, thì trong cái khoảng thời gian đấy ông có nghiên cứu về phông chữ, mình nói nôm na là ông có nghiên cứu về thư pháp ấy, thì ông am hiểu rất là sâu về cái chuyện phông chữ này, vì ông cảm thấy hứng thú, ông đam mê, còn những môn khác ông không thích ấy. Thì câu chuyện là khi mà ông nghiên cứu cái này xong ấy, và trong thời gian đó thì ông nhận thấy rằng là cái việc nghiên cứu phông này không có ích gì cho ông cả, không có ích gì cho ông tại thời điểm đó cả. Tuy nhiên 10 năm sau, đấy, 10 năm sau khi mà ổng thành lập cái công ty Apple, ổng viết cái Macintosh, ổng thiết kế cái máy tính đầu tiên ấy, thì cái trở ngại đầu tiên của cái máy tính này chính là phông chữ. Tại thời điểm đó không có một bất kỳ một quy tắc hay một cái hệ thống nào liên quan tới phông chữ cho máy tính cả, bởi vì ổng là người đi đầu trong cái ngành này nên là không có ai làm cho ổng cái đấy. Và lúc đó cái kiến thức của ổng, cái kinh nghiệm của ổng về phông chữ mà ổng học được từ trước, nó quay trở lại và nó giúp ích cho ổng rất nhiều trong cái chuyện thiết kế ra những máy tính đầu tiên này. Thì sau đó bản thân của Microsoft Windows cũng phải copy lại cái ý tưởng đấy của Mark. Cái mình muốn chia sẻ ở đây á là không phải những gì bạn học trong trường nó vô dụng, mà chẳng qua chính bản thân các bạn đang không đầu tư đúng mức cho cái môn học của các bạn. Mình không nói các bạn phải đầu tư tất cả nhé, mà là bạn phải chọn ra cho bạn là bạn thích cái gì. Ví dụ trong trường họ dạy cho bạn rất nhiều thứ, họ dạy cho bạn văn học, họ dạy cho bạn hóa học, họ dạy cho bạn vật lý học, thì tất cả những thứ đó các bạn có cảm thấy thích cái nào hay không, rồi các bạn phải chọn cái bạn thích và bạn đi sâu vào cái đấy. Đấy, thì các bạn chọn được sở thích cho bạn càng sớm như thế nào, ví dụ cấp 2, cấp 3 mà bạn đã chọn được cho mình định hướng là thích cái nào rồi, thì lên cấp đại học các bạn rất là dễ, và ra ra là các bạn rất là dễ trở thành chuyên gia của các bạn bạn đấy. Thì đấy là mục đích của trường học, nó là một cái nôi để các bạn nung nấu cái ước mơ của các bạn. Đấy. Có rất nhiều người gần đây có thêm một câu hỏi là có rất nhiều người hỏi rằng là tại sao thầy cô không thể dạy được rất nhiều môn mà bắt học sinh phải học nhiều môn. Thì mình thấy câu hỏi này nhảm nhí vãi nồi ra. Hệ thống giáo dục đã tìm những con người chuyên gia trong cái lĩnh vực đó, ví dụ như lĩnh vực về toán học, lĩnh vực về hóa học, họ đã đào tạo ra những chuyên gia trong lĩnh vực đấy, cụ thể là thầy cô, về dạy cho các bạn, ấy show cho các bạn những cái tinh túy của cái môn học đấy. Nhiệm vụ của các bạn không phải là master tất cả những cái đó, mà nhiệm vụ của các bạn là phải tìm ra xem
là các bạn thích cái nào trong những cái đó và các bạn đi sâu vào những cái đấy. Còn những cái kia các bạn vẫn phải học để các bạn hoàn thành chương trình giáo dục ấy, chứ không bắt các bạn phải có trình độ giống như giáo viên. Dù như một một ông thích văn học thì ổng hoàn toàn có thể gọi là học vừa đủ cho cái môn lý hóa. Và mình khẳng định với các bạn luôn là giáo viên không bao giờ ép các bạn là phải xuất sắc trong cái môn mà họ đang dạy. Nếu như họ biết được rằng là cái bạn học sinh đấy đang rất giỏi về văn hóa thì thậm chí giáo viên còn sẽ tạo điều kiện cho các bạn giảm áp lực của các bạn trong cái môn mà họ đang dạy để các bạn có thời gian các bạn tập trung vào cái sở thích của các bạn. Đấy là cái mục đích của hệ thống giáo dục. Đấy, nếu các bạn bảo là các bạn học xong mà bạn không đúc kết được cái gì thì cái đó là do bản thân các bạn chứ không phải do hệ thống giáo dục. Rồi, quay lại câu chuyện mà chúng ta nghiên cứu sâu và đem lại lợi ích cho tương lai thì câu tiếp theo là một câu chuyện, thì ở đây mình muốn dẫn dụ một câu chuyện của bản thân mình nó thực tế hơn. Đó là cái thời sinh viên của mình ấy, mình cũng nằm trong cái tâm trạng là cảm thấy tất cả môn học ở trường học nó không có hứng thú và nó chán, thì mình cũng học đủ điểm thôi, mình cũng tốt nghiệp thôi. Nhưng mà khi lên đại học ấy thì mình tập trung sâu vào cái chỗ này, cái một cái ngôn ngữ gọi là auto IT, bởi vì cái thời gian mình đại học ấy là auto game nó phát triển rất là mạnh đấy, và mình cũng có đam mê về game cho nên mình nghiên cứu về cái này. Và tổng thời gian mình bỏ ra nghiên cứu cho cái này á là đó khoảng 5 năm đấy, từ hồi 2008 nhé, từ 2008 là mình trước đó 1 năm mình đã nghiên cứu rồi, rồi mình có lập ra một cộng đồng. Và tại cái thời điểm đó đó ở ở Việt Nam thôi nhé, là mình cũng là top đầu của cái ngôn ngữ này ấy. Thì sau sau khi theo cái này được khoảng 5 năm thì mình cũng cảm thấy là nó sẽ không có ích gì nhiều cho việc mình đi làm, bởi vì không ai tuyển ngôn ngữ này cả, mình học vì đam mê thôi. Thì lúc đó mình có một tư duy rằng là cái ngôn ngữ này nó sẽ không giúp ích gì cho mình, và mình drop nó, mình ngưng nó, với mình đóng cả forum và để cho các bạn trẻ sau này bạn tiếp quản. Thì sau khi đi làm khoảng 5 7 năm thì gần đây thì cái công ty mình làm ấy thì cái môi trường của nó lại bắt đầu có mình phát huy được cái mình học được 5 năm trước. Và thậm chí là cách đây khoảng 1 tháng mình vừa pick được một cái dự án, mà cái dự án đấy để thành công được một phần cũng nhờ ngôn ngữ này đấy. Thì cái muốn nói ở đây ấy, là những gì bạn học được thì có thể là tại thời điểm bạn học bạn cảm thấy nó vô dụng, nhưng mà sau khi bạn đi làm rồi ấy, nó sẽ có tác dụng nếu như các bạn là chuyên gia của lĩnh vực đó. Câu chuyện tương tự như vậy, nếu như bây giờ các bạn đi học, các bạn giỏi văn đúng không, giỏi văn các kiểu, thì nếu cách đây 5 10 năm ấy mà các bạn bảo với mình rằng học học văn để làm gì thì mình thật không biết. Nhưng bây giờ mình nói luôn nhé, ở cộng đồng game bây giờ ấy có rất nhiều cái channel mà những người viết script họ kiếm tiền được. Ở đây mình theo follow rất nhiều nhé, đây theo follow một tí là Mi Game này, những cộng đồng như Mi Game, Ten Ticker này, We Movie này, tất cả những cái kênh này này có một đội ngũ gọi là người viết script. Thì những con người đấy, đấy là họ được đào tạo, mình không nói tất cả nhưng hầu hết họ có cái bài bản từ, nếu mà họ học trong lớp cấp 2, cấp 3 họ học văn tốt thì họ sẽ là người viết script rất là tốt sau này đấy. Rồi thậm chí những ngành khác như ngành toán học đi, ngành toán học hay ngành vật lý học, các bạn bảo là cái ngành đấy chả có ứng dụng gì cả, nhưng xin tôi với các bạn rằng là có rất nhiều thứ bây giờ như toán học bây giờ, thiên văn học bây giờ đều đi xuất phát từ cái đó cả, chẳng qua là các bạn không đầu tư đúng mức và các bạn không hiểu được. Trong toán học chỉ là nền tảng khoa học, vật lý học thì nó trong làm game nhé, trong làm game cái vật lý học cũng rất là quan trọng, tính vận tốc hay tính gốc rơi, hay bản thân cái game Gunpow nổi tiếng đi, cái game đấy mà các bạn không biết về 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 vật lý học thì các bạn code rất là khó, có những công thức trong trong vật lý sẽ áp dụng vào trong game được. Thì tới túm gọn lại là nếu như các bạn đi học mà các bạn không xác định được ước mơ cho các bạn thì mình khuyên các bạn không nên nghỉ học, cứ tiếp tục học hoàn thành chương trình rồi cầm cái bằng nó đi 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 kiếm việc. Còn nếu như các bạn đã có ước mơ, đã có xác định cụ thể rồi và các bạn tự tin là bạn thành công thì cứ nghỉ học đi làm chả sao cả. Đây là cái chia sẻ của mình hôm nay thế nha.